Hello cả nhà, em xin chào cả nhà buổi sáng nha. Bây giờ em bắt đầu công việc của mình. Công việc thường ngày của em là làm nối mi cho khách đây. Khách này là khách hàng thân quen của em đó cả nhà. Hello, khách chào đó cả nhà. Đó. Bạn những lúc mà có thời gian rảnh thì em sẽ quay YouTube, quay đồ ăn để cho cả nhà cùng cùng xem. Còn bây giờ thì là em bắt đầu vào công việc của mình. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi và ủng hộ kênh của em. Cả nhà nhớ like, subscribe cho em. Em chúc cả nhà ngày mới vui vẻ.